Hàn Quốc mới giữa thu mà đã lạnh rồi, không biết Việt Nam lạnh chưa ta? Đi đường gió tạt rét run mà chỉ muốn vào cửa hàng tiện lợi để ăn gì đấy nóng nóng thôi. Mình mới phát hiện một cửa hàng tiện lợi dành cho những người hướng nội này, vẫn là bán quá trời thứ và có chỗ ngồi ăn như bình thường, chỉ khác là từ 9 giờ tối sẽ không có người bán thôi. Mặc áo bông dày cộp rồi mà vẫn còn run run dưới cái tiết trời 8 độ ấy. Lâu lắm rồi không ăn mì tương đen, chọn một mì tương đen vị ớt là hợp lý. Cửa hàng tiện lợi mà gần chỗ mình thì không thể có cái này, tò mò ghê gớm luôn. Lấy thêm một gói bim bim vị siêu đặc biệt, lại còn một tặng một nữa chứ. Đã tự thanh toán rồi xong là còn phải tự nấu tự dọn, nhưng mà được cái nó rẻ mọi người ạ. 5 phút thôi là có một bát mì tương đen nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Người Hàn thích ăn mì tương đen đến cái mức mà mình không biết có bao nhiêu loại mì tương đen trong cửa hàng tiện lợi luôn ý. Ngoài vỏ thì thấy ghi là mì tương đen vị ớt, nhưng mà bên trong vẫn đầy đủ các loại topping nha. Sợi mì màu vàng đúng chuẩn mì tương đen, dai dai ngon ngon. Miếng thịt thì mình thấy khá là to đối với một miếng thịt trong một hộp mì ăn liền. Mà lần đầu tiên thấy một miếng thịt thơm như thịt kho tàu á. Tổng thể thì không có quá mặn, vừa ăn mà thơm mùi ớt. Tiếp đến là hai gói bim bim khoai tây có vị là một trong những loại nấm đắt nhất thế giới, ghê chưa? Nhìn qua thì nó cũng giống như là bim bim khoai tây bình thường thôi, có chút mặn mặn, ngọt ngọt và cứ phải gọi là giòn tan. Nhưng đặc biệt hơn đấy là nó thơm một cách khác thường luôn ý. Mà chắc là cái hương đấy thì được tạo ra từ cái nấm đắt đắt này nhở. Cuối cùng sẽ là một hộp nước cam mix với cả nước dừa, nghe lạ ghê chưa? Mình thì cứ tò mò bên trong nó như thế nào nên phải rót ra cốc để xem thử. Một cốc nước cam sánh đặc, có thêm điểm nhấn là rất nhiều những miếng thạch dừa. Mùi vị thì thiên về nước cam chua chua ngọt ngọt mát mát, chứ không có vị dừa nha. Nhưng mà uống thì cũng thấy nguyên chất đây. Hello mọi người, nửa đêm rồi nhưng mà đói thì vẫn cứ phải mò xuống cửa hàng tiện lợi thôi đúng không? Cái này là một hộp vừa có tteokbokki vừa có mì tương đen. Quyết định mua thêm một gói phô mai nữa ăn cùng cho nó béo hẳn. Tủ lạnh nhà mình đã quá chê kem rồi nhưng mà thấy cái này là phải mua ngay và liền luôn mọi người ạ. Tưởng là mua xong xuôi bữa tối rồi nhưng mà quay ra bà chủ cửa hàng tiện lợi vẫn hỏi mình: "Hôm nay thứ 6 mà không mua sữa cho bạn trai à?" Thế là lật đật quay lại lấy hết số sữa trong cửa hàng. Bà chủ cửa hàng tiện lợi tinh tế ghê luôn á. Xong bà nhìn mặt mình với vẻ thắc mắc: "Mì này cay lắm, mày có ăn được không?" Câu nói đó làm cái lòng quyết tâm muốn ăn mì này của mình lại tăng lên gấp đôi mọi người ạ. Cái này tính ra là mì trộn ấy, nhưng mà không cần gặn nước đi đâu, chỉ cần đổ nước ít thôi là được. Bên trong thì có gói mì và gói bánh gạo để riêng. Mình bỏ mì, tteokbokki, nước sốt và cho thêm một chút nước vào, bỏ vào lò vi sóng quay 4 phút là chín. Đáng lẽ đến đây là ăn được rồi ấy, nhưng mà mình bỏ thêm một xíu phô mai, quay thêm 30 giây nữa cho nó béo hơn ấy mà. Đó, thế là xong một món ăn đêm siêu chất lượng rồi nha. Bình thường mà không có cái món này thì mình cũng hay mua tteokbokki và mì tương đen về trộn vào với nhau để nấu. Tại mình cực kỳ thích cái vị ngọt ngọt cay cay khi mix hai thứ này lại với nhau. Thêm chút phô mai thơm thơm béo béo dính dính nữa là ăn ngon không thể tả luôn rồi. Đặc biệt mình thấy sợi mì ở hộp này khá là dai, tteokbokki cũng ngon nữa, nói chung là hoàn hảo nha. Mà hộp này cũng to, ăn là siêu no đấy. Nhưng mà với cái dạ dày của mình thì có phải ăn thêm hai cái kem nữa mới đủ. Hộp kem vừa nãy mình mua là có hẳn hai vị luôn, vị dâu và vị sô cô la. Vị dâu thì bên trong có miếng dâu thật, thơm chua chua ngọt ngọt, nhưng mà đỉnh nhất của cái loại kem này vẫn cứ là vị sô cô la nha, ngon xỉu. Hello, hôm qua có đứa em ở Việt Nam nó hỏi mình là: "Chị ơi, mì tương đen Hàn Quốc có ngon không?" Hỏi thế thôi mà hôm nay mình bị thèm mì tương đen thật. Cửa hàng tiện lợi chỗ mình thì có Cha Oang này, vua của mì tương đen, cái loại thứ hai này ấy thì là cái loại mì tương đen phổ biến nhất rồi và ở Việt Nam cũng bán rất là nhiều. Cái loại thứ ba này ấy thì được công ty sản xuất sau loại thứ hai 1 năm và đặc trưng của nó là phải nấu trên lửa lớn mới ngon. Mình thấy cái tháng này là cái tháng mà cửa hàng tiện lợi đang sale nước ngọt và sữa rất là nhiều luôn, toàn một tặng một với cả hai cộng một thôi. Mình sẽ mua hai lon nước dứa và cam về uống thử. Mình rất thích ăn mấy cái kiểu que que như thế này nhá, loại này mới ra, mua về ăn thử xem thế nào. Mình sẽ mua thêm hai quả trứng nướng và một ít hành tây nữa để về chế biến món mì tương đen của mình. Như mình đã nói là sữa dạo này đang sale rất là nhiều luôn, nên là mình sẽ mua thêm một ít sữa làm từ các loại hạt. Dạo này đau họng nên là uống sữa miết luôn á. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào chế biến món mì tương đen ngon nhất có thể. Bên trong có mì và hai gói gia vị. Trước tiên thì mình sẽ đun sôi nước lên để luộc mì. Trong lúc ý thì mình sẽ thái hành tây này. Cái vị không thể thiếu trong bất cứ một món mì tương đen nào đó chính là hành tây. Thường ở các cửa hàng người ta sẽ ăn với trứng ốp la, nhưng mà mình thích ăn với trứng nướng hơn. Mình cảm giác như ăn với trứng nướng hoặc là luộc ấy sẽ không có bị ngán. Nước sôi rồi thì mình sẽ bỏ mì vào, cho thêm gói gia vị nữa và luộc trong vòng 3 phút. Sau đó thì mình vớt ra, bỏ vào một tô nước lạnh để cho cái sợi mì được dai hơn. Giờ là đến cái công đoạn làm nước sốt này. Mình sẽ cho một ít dầu vào để xào hành tây. Đảo một lúc cho nó chín rồi ấy thì mình sẽ cho thêm một ít nước. Nhớ là một tí thôi nhá mọi người, như thế này nè. Bỏ gói gia vị còn sót lại vào trong cái nồi. Cái gói đấy chính là tương đen đấy. Mình sẽ cho thêm trứng vào và sẽ dùng cái hỗn hợp đấy để đổ lên cái phần mì khô. Trộn lên nữa thôi là xong cái món mì tương đen ngon bà cháy. Thường cái lợi ích lớn nhất của mì ăn liền là nó nhanh đúng không? Nhưng mà thôi, lâu lâu phức tạp một tí để cho nó ngon cũng được. Nấu như thế này mọi người cứ yên tâm là nó sẽ ngon y ngoài quán luôn á. Sợi mì rất là dai và cái nước sốt thì không chê vào đâu được nha. Cảm giác được sự hài hòa của nước sốt, mì, hành tây và trứng, hạt ô liu nữa này, hơi bị ngon đấy nhá. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những sự kết hợp hay ho ở cửa hàng tiện lợi. Mình cần có một hộp mì tương đen này và một hộp mì cay cực kỳ quen thuộc. May mà cửa hàng tiện lợi mới ra phiên bản mini nên là một người ăn hai hộp này cũng ok. Tiếp đến là một gói bim bim khoai tây hình ống như thế này nha.
mua thêm một xíu phô mai nữa, tại vì ở cửa hàng tiện lợi đang mua 2 tặng 1 nên mình lấy 3 cây luôn. Định không mua nước ngọt rồi nhưng mà tại vì có mì cay nên là mình phải mua thêm hộp sữa nữa. Lại còn là sữa 1 tặng 1, hên nhở. Giờ thì mình sẽ làm món đầu tiên trước. Và đúng hơn thì là nhìn người khác làm cho mình xem. Bóc hai hộp mì ra, hộp mì tương đen thì mình cho gia vị, còn hộp mì cay thì thôi. Vì mì cay này thì lát phải bỏ nước đi và trộn gia vị sau, còn mì tương đen thì không cần phải bỏ nước. Nên mọi người nhớ là cho một lượng nước vừa phải thôi nha. Trong lúc đợi hai hộp mì chín thì nhanh trí chuyển qua làm cái món thứ hai. Cái món này làm cứ gọi là siêu đơn giản. Chỉ cần đổ bim bim ra đĩa này, bỏ phô mai lên trên này. Thích thì xếp cho đẹp, không thích thì cũng xếp cho đẹp. Sau đó bỏ vào lò vi sóng quay khoảng 30 giây và chờ kết quả là xong. Quay lại về cái món mì giờ chắc cũng đã chín rồi. Mình mới phát hiện ra là trên các hộp mì spaghetti đều có những cái chỗ để chúng ta gặn phần nước như thế kia kìa. Cái phần mì sau khi bỏ nước thì chúng ta cho cái gói sốt cay với cả gói gia vị vào. Bình thường đến đây là xong cái món mì sốt cay và ăn ngay được rồi đấy. Nhưng thay vì ăn như mọi lần thì hôm nay mình sẽ làm cho nó cầu kỳ thêm một xíu. Đổ hết cái phần mì tương đen vào, trộn với cái phần mì sốt cay nè. Thế là xong một món mới. Lấy cái đĩa bim bim phô mai ở trong lò vi sóng ra là có thêm một món nữa. Giờ thì thưởng thức thành quả thôi. Bim bim thì vẫn giòn nha, phủ thêm cái phần phô mai thơm thơm béo ngậy. Thế là hoàn hảo. Cái này thì người Hàn hay dùng để làm món nhậu nè. Còn cái món mì này ăn nó lạ lạ nhưng mà ngon đáo để, lại còn bớt cay cơ. Kết thúc bữa ăn đêm bằng một hộp sữa siêu nhiều đường, cứ phải gọi là heo nhập. Hello mọi người, hôm nay mình phải ra cửa hàng tiện lợi để ăn đêm tiếp. Và sau một hồi chọn đi chọn lại giữa các loại mì tương đen thì mình quyết định chọn cái hộp này. Nó là sự pha trộn giữa hai hộp mì, mì rong biển vị hải sản Makuri mình thích kết hợp với mì tương đen spaghetti. Ta sẽ có mì tương đen spaghetti curry như lúc đầu ấy. Để cho ngon thì mình sẽ mua thêm phô mai, cái loại phô mai mà dành riêng cho pizza ấy. Có ăn thì phải uống. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ cần một cái chai có nhiều vitamin giống như là nước cam này. Thấy gói hạt hạnh nhân vị ớt với cả kim chi lạ lạ nên mình cũng có mua thử. Bên cạnh chỗ tính tiền thì có cái quầy chiên rán, em mình nó thích nên mình phải mua cho thôi. Dù mì này ăn theo kiểu spaghetti nhưng không có gặn nước đi đâu nhá mọi người. Nhớ đổ đến đúng cái vạch kia là được. Trong 3 phút đợi mì chín thì mình sẽ bóc cái gói này trước. Ta nói hạt hạnh nhân mà nhìn cái màu của nó có giống khô bò không cơ chứ lị. Bên ngoài hạt hạnh nhân thì có tẩm bột, có vị kim chi và ớt. Ăn thì hơi kiểu mặn mặn chua chua cay cay. À không, khá là cay. Nhưng mà ngon nha, đặc biệt là thơm cái mùi kim chi ấy. Ở bên trong thì vẫn giữ nguyên được cái vị hạt hạnh nhân nhạt nhạt với cả giòn giòn. Cầm cái miếng này mà thèm khô bò ghê gớm. Sau khi quay lò vi sóng 3 phút thì mì cũng hút bớt nước rồi. Mình đổ cái gói bột và gói sốt mì tương đen vào trộn lên là xong. Cái gói bột nâu nâu kia khi gặp nước thì nó sẽ chuyển thành nước sốt mì tương đen ấy. Đấy là lý do mà mình không đổ cái nước kia đi. Trộn một hồi thì thấy mì chuyển màu, cái nước sốt thì sánh đặc lại và không thể tí nước nào nữa rồi. À quên mất là mình vẫn còn một gói phô mai nữa cơ mà. Bỏ vào và quay lò vi sóng tiếp khoảng 2-30 giây. Trong lúc em mình nó không để ý thì mình sẽ ăn ké của nó cái xiên gấu. Cái xiên này thì là thịt gà tẩm bột nhưng mà lại làm hình gấu nó mới lạ lùng chứ. Cắn nhẹ một bên tai chắc là em mình nó không phát hiện ra đâu nhở. Ăn khá là giòn thơm nhưng mà không thấy thịt đâu hết. Quay đi quay lại thì đã xong món chính của mình ngày hôm nay rồi. Mời mọi người nha. Thế luôn là nhìn cái bát này không đói cũng phải đói thôi. Cái phô mai thì nó thơm ơi là thơm, kết hợp với sợi mì kiểu dai ơi là dai ấy. Ăn một miếng là say đắm, ăn hai miếng là đắm say luôn nhá. Cái nước sốt mì tương đen vốn đã ngọt ngọt, mặn mặn và có vị đặc trưng rồi, kết hợp với một chút vị hải sản và thêm tí rong biển nữa là đúng thứ mình cần. Một bát mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn, nhưng mà chủ yếu là ăn nhanh không phô mai nó khô lại mất. Mình có ăn nhiều loại mì tương đen ở cửa hàng tiện lợi rồi nhưng mà cái loại tương đen spaghetti vẫn là loại phổ biến nhất. Hôm nay được kết hợp thêm với vị mì rong biển mà mình thích này và cả một gói phô mai dành riêng cho pizza này. Ba thứ này tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng nhở. Ăn no nê xong uống thêm một ly nước cam nữa là kết thúc một buổi tối hoàn hảo. Cảm ơn mọi người đã xem. Ta nói 12 giờ đêm mò đi ăn là chỉ sợ cửa hàng tiện lợi đóng cửa thôi. Thấy gì bảo trưa một cái là phi vào liền. Mà cái bụng của mình nó cũng ngang ngược lắm ấy chứ. Cứ giờ này mình bắt đầu đói nha. Hôm nay định ăn sương sương thôi nhưng mà quyết tâm lấy thêm mấy cái pizza nữa. Lâu lắm rồi không ăn pizza cái loại siêu to khổng lồ này nhở. Mình nghĩ ba món như thế này là quá đủ cho một bữa ăn đêm rồi. Về thôi. Cho lúc đợi làm nóng mì tương đen bằng lò vi sóng thì mình sẽ ăn pizza trước. Một gói to đùng là ở bên trong sẽ có 4 cái pizza to hơn và mỗi cái sẽ được chia làm 4 miếng pizza siêu to khổng lồ nữa. Mình thì đang giảm cân nên chỉ ăn một cái thôi, thế là quá đủ rồi. Phải nhìn kỹ lắm thì mới có thể phát hiện ra cái pizza này có 2 vị nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách ăn pizza ngon nhất, đấy là xếp chồng những miếng pizza lên nhau. Nhưng mà nhớ là chỉ dành cho những cỡ pizza siêu to khổng lồ như thế này thôi nha, còn những cái nhỏ nhỏ là mình chịu á. Ăn hết một cái pizza là no ngang rồi, ăn thêm cái này là chỉ là ăn phụ thôi nha. Món phụ của ngày hôm nay thì mình chọn mì tương đen nhưng mà là loại đóng hộp đông lạnh chứ không phải là cái loại pha đâu. Cái này thì tiện hơn, làm nóng nên là có thể ăn được ngay và nhìn nó cũng giống như là một suất ở ngoài quán nữa. Sợi mì ở đây thì vừa to vừa dai giống hệt như sợi mì ở ngoài quán mì tương đen luôn. Phần nước sốt thì ngọt ngọt, sệt sệt, thơm mùi hành tây. Ăn thế này nó mới ra dáng là mì tương đen chứ. Có một thứ mà ở những cái gói mì tương đen khác không có, đấy là cái hạt này nè. Đây là cái mà mình thích nhất mà ở gói này nhiều lắm luôn, ăn đã gì đâu luôn ý. Đúng là cái cảm giác thèm gì ăn nấy nó đã nhở. Lại còn là ăn đêm nữa thì còn gì bằng. Ăn xong cả món chính món phụ rồi thì uống nước thôi. Chai coca này mình mua tại vì thấy nó có cái màu blackpink xinh xinh lạ lạ. Nhưng ui là trời, mình không thể nào uống được coca không đường luôn ý. Vị nó lạ lắm.